Xin chào các bạn, sau video mở hộp cũng như đánh giá chi tiết sản phẩm Intel Xe 9 Extreme thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở phiên bản Intel Xe 9 này. Thì dụng cụ mở rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần một hộp tô vít có đầy đủ các loại ốc vít và cách mở rất dễ dàng. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn một điều chi tiết luôn, các bạn có thể nhìn thấy hai con ốc ở đây. Các bạn chỉ cần mở hai con ốc này ra là có thể đẩy được phần module qua ra rồi. Thì ở đây mình đã mở trước cho các bạn để có thể đẩy các bạn dễ hơn, và cách mở cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc đặt tay lên đây và đẩy. Các bạn đẩy mạnh tay một chút bởi vì đẩy nhẹ tay sẽ không ra đâu. Đấy, đẩy như mình đây nó đã ra rồi. Vì đây là dạng quạt module. Đây các bạn thể nhìn thấy phần module chấu nối nó ở đây này. Thì hai quạt ở đây. Đây rất dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ bỏ phần này qua một bên. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ nhấc hai cái tấm hút gió ra. Các bạn chỉ cần nhấc lên một phát đã tự ra rồi. Nhấc nhẹ tay thôi nó cũng đã ra rồi. Tiếp theo nữa, một bên đây nữa. Đấy, mình sẽ nhấc ra. Đấy, và chúng ta sẽ tiếp cận được tất cả các linh kiện khác. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái tấm chắn ở đây. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn. Các bạn phải mở tấm chắn này ra thì chúng ta mới tiếp cận được các linh kiện một cách nó dễ dàng hơn so với việc chúng ta không tháo tấm chắn. Rồi, sau đấy chúng ta nhấc cái tấm này ra. Đấy, chúng ta sẽ tiếp cận được phần card đồ họa. Thì card đồ họa ở đây mình sử dụng card đồ họa GTX 1650 Super. Nó sử dụng một cổng cấp nguồn 6 pin, thế nên chúng ta sẽ rút được cổng cấp nguồn nó ra. Sau đấy tháo hai phần ốc như bình thường. Đây chúng ta sẽ tháo hai phần ốc ở đây ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy phần ốc đây nó cũng sẽ bắt giống như các phiên bản card đồ họa thông thường khác thôi. Chúng ta chỉ cần tháo ra là có thể nhấc được card đồ họa lên rồi. Rồi thì ở đây mình đã tháo được tất cả các thành phần ra rồi, và cách mở cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thò tay xuống bên dưới, ấn nhẹ một cái và rút card lên. Đây, chúng ta sẽ tiếp cận được phần card đồ họa. Và bây giờ mình sẽ bỏ phiên bản khác ra. Đây các bạn thấy đây, trông nó giống như các phiên bản card đồ họa khác thông thường thôi, nó không gì đặc biệt cả. Thì đây phiên bản mini để có thể gắn vào. Quay trở lại với phiên bản Xe 9 của chúng ta này, thì ở đây các bạn sẽ một tấm cách nhiệt. Đây các bạn không được xé cái tấm này đi nha, các bạn bắt buộc phải để lại cái tấm này. Và các bạn rút tất cả các dây kết nối nó được gắn khuất ở đây. Đây các bạn nhìn thấy này, tất cả các dạng dây kết nối này nó đều được gắn khuất ở bên dưới đây. Các bạn phải rút tất cả những dây ra thì các bạn có thể nhấc được cái chiếc card đồ họa này ra. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút luôn các dây kết nối. Một số các lưu ý để mình dành cho anh em khi anh em lắp cái phiên bản này này. Anh em phải nhìn thấy một cái dây nó nằm ở đây này. Đây để mình quay hướng cho anh em dễ nhìn. Đây cái dây này anh em phải cẩn thận nhá, phải biết rút. Thì cách đơn giản thôi, các anh em chỉ cần cầm vào rút nó ra. Đấy, sau cái đấy anh em giật mạnh lên một tí, giật mạnh lên cầm đây, giật mạnh lên phát nó sẽ bung ra. Còn nếu như anh em luồn luồn dây nó sẽ rất khó để tháo. Tiếp theo nữa, đây ở trên cùng này chúng ta sẽ có dây kết nối với phần Bluetooth và Wi-Fi. Anh em cũng phải rút hai cái dây ra thì có thể nhấc cái card đồ họa của chúng ta lên. À không, nó phải phiên bản bo mạch chủ trông giống một chiếc card đồ họa. Và ấn nút tháo ốc đã, quên chúng ta phải tháo ốc nữa. Đây, bây giờ mình đã nhấc ra rồi, nó hơi khó nhấc một chút. Thì đây, sau khi nhấc xong thì chúng ta sẽ tiếp cận được tới cái ổ SDM2. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được SDM2 ở đây nha. Thì đây, để mình dâng lên cho các bạn nhìn thấy. Nó sẽ có tổng cộng là 3 khe SDM2 như các bạn nào xem đánh giá rồi. Thì một khe nó sẽ nằm ở ngay đây luôn. Thì nếu như bạn nào không để ý cứ tưởng đây là khu vực cấp nguồn nhưng không phải, đây SDM2. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn nhìn. Đấy các bạn nhìn thấy, đây khe M2 ở đây. Rồi chúng ta sẽ bỏ hết những thành phần linh kiện này ra và tập trung vào những thành phần linh kiện khác. Rồi đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì nếu như bạn nào quan tâm ấy, thì sắp tới nếu như Intel ra mắt các phiên bản card đồ họa thì nó cũng thiết kế giống hệt như này thôi. Và cách mở thì chúng ta sẽ mở toàn bộ ốc của nó ra và chúng ta có thể tiếp cận được tất cả các linh kiện khác. Đây chúng ta sẽ bắt đầu mở ốc. Cả mặt trước lẫn mặt sau đều phải mở. Thì đằng sau chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 ốc. Thì sau khi mở 4 ốc này ra chúng ta sẽ mới tiếp cận được các thành phần linh kiện khác. Đây, sau khi mình tháo được toàn bộ các con ốc ra thì chúng ta sẽ nhấc nhẹ một cái là nó sẽ lên. Đấy, và các bạn phải nhấc vô cùng nhẹ tay nhé, bởi vì trong đây các bạn còn có một vài dây kết nối khác đây này. Đây, các bạn phải nhấc thật nhẹ tay thôi để nhấc được cái dây kết nối ra. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ rút dây quạt. Đây, các bạn chỉ cần nào. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn đến cái phần quạt. Đấy, đây là cái phần quạt tản nhiệt cho quạt lồng sóc, tản nhiệt cho Intel Core i7-9750H 6x12 luồng. Được tản nhiệt bằng cái quạt trông nó không? Mini như này đây. Và các thành phần linh kiện khác, các thành phần linh kiện chính thì nó nằm được ngay trên đây. Thì ở đây mình đã cắm sẵn một thanh RAM rồi. Đây thanh RAM 16GB và còn thêm một slot nữa để bạn có thể nâng cấp. Thì nếu bạn cắm hai thanh 16 thì bớt sẽ là 2666. Còn nếu mà cắm nhiều hơn nó sẽ chuyển thành là 2400 nha. Thì ở dưới đây đó chính là con CPU Intel Core i7-9750H 2 khe SDM2 đã mình lắp rồi. Thì bây giờ mình sẽ tháo phần này ra để cho các bạn nhìn.
Ôi, bây giờ thì mình nghĩ là mình quyết định sẽ đổi sang tua vít máy hơn, bởi vì nó hơi chặt so với những gì mà mình tưởng tượng. Và đây thì mình đã nhấc ra cái phần hít sinh tản nhiệt rồi. Đây, như các bạn nhìn thấy ở ngay cái phần bo mạch đây. Đây là quạt tản lồng sóc nhá. Thế nên nó được thiết kế kiểu này. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai miếng hít sinh nữa để tản nhiệt cho SSD. Và cái tản lồng sóc khi mà kết hợp với hệ thống như này thì mình đánh giá ở mức ổn. Bởi vì theo như mình bài test của mình ở trong những video trước, thì nhiệt độ của CPU khi chơi game ấy nó hoàn toàn ok. Thì không biết lên phiên bản cao hơn, phiên bản Core i9 thì liệu cái phần tản nhiệt này được nâng cấp hay không. Thì nói chung là trông nó cũng khá ổn đấy. Nó có tản nhiệt cho cả chipset này, tản nhiệt cho cả khung VRM và tản nhiệt đầy đủ cả CPU nữa. Và đây, đây chính là cái phần bo mạch của chúng ta. Đây, bo mạch thì ở đây là con CPU Intel Core i7 nằm đây, còn đây chắc là khu vực chipset rồi. Thế nên thăm ở phát, đây đúng rồi, nó khu vực chipset thôi. Còn đây là khu vực VRM, đây khu vực tụ điện có thể cấp điện cho CPU. Thì về mặt tổng quan thì chúng ta có linh kiện tương đối chi chít và có rất nhiều các loại cổng kết nối để có thể nâng cấp thêm. Còn nâng cấp như nào thì đấy là việc của các bạn thôi. Vậy là mình đã tháo được toàn bộ các linh kiện của NMBC này ra. Thì các bạn muốn mình làm gì thêm với các sản phẩm này, muốn mình nhúng nước hay là đập vỡ hay là làm cháy nổ như gì, thì đừng quên để lại ý kiến ở dưới mục bình luận của video. Hãy bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.